Kính thưa quý vị, trước hết tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin trân trọng kính chào Ngọc Mùi thưa. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi xin kính gửi lời chào đến quý vị đánh giá và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Xin chào anh. Cảm ơn anh. Thưa quý vị và thưa Mùi, nước Mỹ đó nó có một cái lạ lắm. Cách đây một tuần tôi đọc một bài báo của người Mỹ, tờ Bloomberg, họ nói rằng nước Mỹ là một quốc gia của trợ cấp xã hội, của welfare và của food stamp. Mà nếu cái đó nó rất là mâu thuẫn, bởi vì nước Mỹ á, về mặt GDP đó thì là giàu có nhất thế giới, right? Đệ nhất thế giới về vấn đề GDP là tổng sản lượng quốc gia, có và dịch vụ đó đứng đầu thế giới. Dù rằng nước Mỹ chỉ cấp trên 300 triệu người dân thôi, nhưng mà họ sản xuất một cái khối lượng giá trị về hàng hóa và dịch vụ đứng đầu thế giới, vượt cả những nước đông dân hơn, gấp 4 lần, gấp 3 lần như là Trung Quốc và Ấn Độ. Tôi nói nước Mỹ là một nước, nước, nước mà một quốc gia của trợ cấp xã hội, của phiếu thực phẩm và của nghèo đói, thì đó là một cái điều này giống như hai bức ảnh mà nó tương phản, nó trái nghịch nhau anh Mùi. Yeah. Phải không? Nhưng mà cùng một lúc người ta phải thừa nhận rằng cái số mà người nghèo nước Mỹ cũng còn rất cao. Yeah. Cho nên từ đấy nó để đặt ra vấn đề gì? Nó đặt ra cái productivity, cái productivity nó là cái hiệu quả sản xuất ấy, hiệu suất ấy, hiệu suất, yeah, hiệu suất lao động của người Mỹ rất là cao. Hiệu suất lao động người Mỹ rất là cao. Nhưng mà một chúng ta nhìn nước Mỹ vật ánh sáng là giàu nhất thế giới, rồi GDP cao nhất thế giới, là đệ nhất siêu cường. Chúng ta nhìn tới cái đồng lương trung bình người Mỹ cao nhất thế giới, right, vân 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 vân. Nhưng mà đó có một cái mảng rất là đông, một mảng tối rất lớn là sự nghèo nàn nước Mỹ. Đó là một thực tế không thể nào phủ nhận được. Một thực tế rất lớn mà không thể phủ nhận được là nước Mỹ vẫn còn rất nhiều người nghèo, dưới mức nghèo khổ, sống lầm than, sống cơ cực. Chúng ta không trách được, chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Thì khi mà nước Mỹ mà còn một bộ phận rất lớn như vậy sống lầm than cơ cực ấy, thì chính phủ Mỹ có cái giải, có cái đường lối nào, có cái chính sách nào để giúp cải thiện đời sống và công ăn việc làm của tầng lớp này? Thì đó là cái đề tài mà chúng tôi mời Ngô Bùi trình bày cùng quý vị ngày hôm nay. Xin mời anh Bùi. Dạ, là đúng như anh Nguyễn Xuân Nam đã trình bày thưa quý vị, là đất nước Mỹ là một đất nước giàu nhất thế giới, là một cường quốc dẫn đầu thế giới cả mọi mặt về kinh tế lẫn quân sự, mà nước Mỹ lại vấp phải trong sự nghèo khó của tầng lớp mà có lương thấp và mà những người mà làm lương dở. Thế như vậy thì giải quyết như thế nào thưa quý vị? Trên thế giới trong đó có rất là nhiều nước họ giải quyết được vấn đề xã hội, thì như Hà Lan chẳng hạn, anh Nguyễn Xuân Nam, và nên người Hà Lan chẳng hạn, họ hưởng được an sinh xã hội một cách rất là bình đẳng và họ cũng được nâng cao một cuộc sống rất là thoải mái, hoặc là Thụy Điển chẳng hạn, vân vân. Thế nhưng Mỹ lại có những chương trình mà có thể những chương trình này mà các nước trên thế giới có thể không có được, thì như an sinh xã hội chẳng hạn, hoặc là phúc lợi trong đó có food stamp, tức là phiếu lương thực thực phẩm, hoặc là trợ cấp trong những lúc khó khăn chẳng hạn, thì có rất là có nhiều chương trình, nhưng nước Mỹ vẫn còn vấp phải trong sự nghèo khó. Cái đề tài hôm nay thưa quý vị, có bài báo nói rằng là không phải chiến đấu là cái nghèo khó hoặc chúng là cái nghèo khó, mà họ muốn rằng erasing, tức là họ muốn xóa đi cái nghèo khó trên Ngũ Xuân Nam. Thế thì những muốn xóa đi nghèo khó thì quốc hội và đất nước Mỹ phải làm những cái gì? Quý vị thấy rằng trong 4 năm đầu tiên của Tổng thống Barack Obama khi lên nắm chính quyền, thì lần đầu tiên của Tổng thống Barack Obama là ôm của mối nợ rất lớn của cựu Tổng thống George W. Bush, và cái tỷ lệ thất nghiệp nó bắt đầu hoàn hành, và cái tỷ lệ của người nghèo đói nó cũng đi lên cao. Quý vị còn nhớ cựu Tổng thống Ronald Reagan, ông có một nói câu mà cái câu nói của ông bây giờ vẫn còn nổi tiếng, là ông ta nói này: chúng ta chiến đấu một cuộc chiến nghèo đói và nghèo đói đã chiến thắng. Và quý vị còn nhớ rằng là cái thời kỳ mà Tổng thống Reagan đã đem cái chính sách này, chính sách nọ
để chống lại nghèo khó và đưa mức sống của con người lên cao. Có những chương trình thì như chương trình trợ cấp an sinh xã hội, rồi chương trình trợ cấp lương thực thực phẩm, là phiếu thực phẩm, là food stamp chẳng hạn. Với 46 triệu người dân Mỹ hiện nay tạo lực lâm vào trong cái cảnh mà nghèo khó, thì khoảng là 15% dân số thì hiện nay được xem như là nghèo đói. Cái điều này có thể xác minh có đúng hay không, và các báo chí và các thống kê người ta căn cứ ở trên cái dữ liệu được báo cáo của Bộ Lao động vấn đề thất nghiệp, cũng giống như là những đồng lương không tăng để đáp ứng nổi năng lạm phát, thì đó là một trong những yếu tố mà người ta cho là đúng. Thí dụ quý vị biết rằng là cái tỷ lệ thất, tỷ lệ nghèo đói, gọi là nghèo thôi chứ không để nổi đói cho quý vị, thì nghèo thấp nhất là kể từ khi bắt đầu là đến năm 1973 thì cái tỷ lệ nghèo thì có khoảng 11.1% mà thôi. Thì tỷ lệ này tăng lên vào năm 1983 lên đến là 15.2%. Thì sau khi mà cái sức phá thịnh vượng của nền kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 1983 trở về sau, thì như vậy cái tỷ lệ nghèo nó đã giảm xuống trở lại con số của năm 1973, tức là 11.1% mà thôi. Thì sau khi cái nào suy thoái của Hoa Kỳ, tức là năm 2007, thì cái vấn đề cái nạn thất nghiệp đã xảy ra rộng rãi trên toàn đất nước Mỹ, thì nạn nghèo của người dân lại càng nghèo hơn nữa. Thì cùng một lúc đó thì chủ quý vị cũng biết rằng là chính phủ đã đưa ra những cái chương trình, thì giống như chương trình an sinh xã hội, rồi những cái chương trình là food stamp, rồi tuyển dụng thuế thu nhập cho những người mà đi làm việc. Thì nhờ những chương trình đó mà chính quyền đã kéo ra được khoảng là 40 triệu người ra khỏi cái cảnh nghèo khó. Thưa quý vị, thấy những cái chương trình phúc lợi đó đã làm cho người dân đã thoát được khỏi cảnh nghèo. Thế nhưng thì ngân sách mà ưu tiên cho người nghèo á lại càng gặp khó khăn trong khi nền kinh tế gặp éo le của năm 2007 chẳng hạn. Thì nếu như mà không có cái chương trình của an sinh xã hội hoặc là food stamp, hoặc là chương trình trợ cấp cấp thời của những người gặp phải nghèo khó, thì ví dụ như mình có công ăn việc làm chẳng hạn mà bỗng nhiên là bị thất nghiệp, họ không có công ăn việc làm, thì có những chương trình trợ giúp trực tiếp đó hoặc là trợ cấp khẩn cấp đó thì đã kéo được 1/2 cái tổng số mà dân nghèo của Mỹ. Nếu như không có chương trình đó thì cái con số này tăng gấp đôi. Đó, thì vấn đề mà người ta đặt ra câu hỏi, thế thì tại sao những người mà có những cái chương trình trợ cấp xã hội đó mà họ vẫn còn nghèo khó? Thưa quý vị, có rất là nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, anh Nam biết rằng là cái tình trạng lý gì của Hoa Kỳ cũng khá, cái tỷ lệ cũng hơi khá cao. Mà khi mà cái tỷ lệ đó mà xảy ra thì quý vị thấy rằng là mẹ nuôi con hoặc là cha nuôi con chẳng hạn, thì khi mà mẹ nuôi con hoặc là cha nuôi con thì không có thể đi làm việc được, ở nhà dưỡng con, thì cái đó lại gặp phải trong cái hoàn cảnh khó khăn. Mà khi trong hoàn cảnh khó khăn và họ không có khả năng để trả tiền nuôi dạy trẻ, hoặc là họ không có khả năng để sự chọn lựa, một là trả tiền thuê nhà, hai là trả tiền thực phẩm nuôi con cái, thì cái điều đó đã làm cho họ còn gặp khó khăn hơn. Thì dù như họ đưa ra những cái con số như thế này, anh Nguyễn Xuân Nam, thì dù như con số là thì như bây giờ anh nếu anh có tiền á thì anh mua một đôi giày tốt ở Target hoặc là giày hiệu chẳng hạn với giá 60 đồng, thì anh có thể đi lâu hơn. Nhưng những người nghèo á thì họ không có khả năng 60 đồng để họ mua một chiếc giày để đi lâu hơn, bình hơn. Họ tự qua mạc họ mua chiếc giày, đôi giày 15 đô la thôi. Thế như vậy, với tiền nào của nấy ở Mỹ thì 15 đô la thì họ đi trong một thời gian họ phải sửa chữa. Thì bây giờ trả tiền sửa chữa, thì như vậy kéo dài được đôi giày mà xài lâu dùng như một đôi giày mà tốt, giày hiệu 60 Mỹ Kim so với 15 Mỹ Kim, thì như vậy họ đi được một thời gian, cùng thời gian dùng những đôi giày tốt như vậy, thì cái người nghèo họ có thể trả lên đến 80 đô la thay vì nhưng mà gấp vô giày và có nhiễm độc của Trung Quốc nữa thì phải chữa bệnh đó. thì càng nghèo hơn nữa. Đó là một thí dụ thứ hai nữa. Thí dụ cái vấn đề mà đơn giản thôi, quý vị thấy chắc là trong cộng đồng Việt Nam mình thấy mùi thầy ít thấy xảy ra trong cộng đồng Việt Nam mình, nhưng xảy ra trong cộng đồng của những người Mỹ Tây cơ hoặc là những người mà Mỹ mà gốc châu Phi á. Thí dụ như mua gậy vệ sinh thôi, anh Nguyễn Xuân Nam, họ không có đủ khả năng ở mức để mua một số lượng nhiều,
họ mua một số lượng ít thôi. Như vậy thì họ mua ít như vậy thì dồn ra, nếu như mua thì dồn để mà mua lại số nhiều thì họ phải mất một số tiền nhiều hơn nữa. Thí dụ như họ đi mua thực phẩm, lương thực thực phẩm chẳng hạn, nếu như mình giàu có thì họ mua nhiều để mà tích tủ lạnh, tiết kiệm tiền và tiết kiệm công hơn. Nhưng ngược lại người nghèo thì họ chí ít, tại vì không có tiền nhiều thì họ mua nhiều lần, họ mất thời gian và chí là nhiều thời gian hơn. Đó là nói vấn đề những cái chi tiêu hàng ngày mà thôi. Thì như bây giờ trong sản xuất nội thất chẳng hạn, thì như họ đưa ra một con số thế này, thưa quý vị, anh Nguyễn Xuân Nam, thì như bây giờ mình có tiền mình mua một cái bộ sofa chẳng hạn, họ lấy cái giá hơi khoảng 1.500 mà thôi. Thì những người nghèo nằm trong cái tình trạng thế này á, thì họ không có khả năng để 1.500 để họ trả cho một cái sofa của họ. Thế rồi họ trả góp. Thì trả góp thì họ trả góp khoảng là 101 cho 1.500 như vậy. Rồi khi mà họ trả hết cái số tiền 1.500 đó, thưa quý vị, thấy con số đó lên đến 4.500. Thay vì họ có tiền họ trả 1.500. Đây là thống kê của CNN, thưa quý vị. Thế thì như vậy họ nghèo thêm nữa. Họ đưa ra một cái lý do rất là vui lắm. Thì dưới họ mua chiếc xe chẳng hạn. Thì như những người giàu có hoặc là trung lưu chẳng hạn, họ mua chiếc xe thì như họ mua xe tạm đi được khoảng 1.000-1.500 chẳng hạn. Thì những người nghèo họ không có khả năng mua chiếc xe như vậy. Mà nếu như mua xe use, mua xe mà sử dụng rồi á, thì phải mình trả off, chứ không thể rằng là mình trả sản phẩm, chứ phải mình trả góp được, không phải mình vào trong dealer mình mua được. Như vậy họ mua chiếc xe 500 rất là rẻ. Quý vị thấy mua xe 500 thì được bao lâu, thì đi vài ngày xong là hư cái này hư cái khác. Thì họ đưa đi một chiếc xe được như vậy á, trong một thời gian cùng một người đi chiếc xe mới trong 5 năm chẳng hạn, thì người đi xe 500 đó thì có thể rằng mà sửa đi sửa tới ấy, thì có thể số tiền cao gấp mấy lần đi. Thì quý vị thấy rằng là từ đó nó sinh ra những cái nghèo cho những người nghèo thêm nữa. Thì người ta hỏi tại sao có những tiền trợ cấp an sinh xã hội, rồi tiền food stamp tức là tiền mặt về lương thực thực phẩm, rồi y tế vân vân, tại sao việc nghèo nữa? Thì quý vị, chúng tôi đã đưa cái này tức là cái tỷ lệ mà ly ở Hoa Kỳ cũng khá cao. Do đó khi mà mẹ nuôi con chẳng hạn, hay là mẹ độc thân nuôi con, gọi là single mom hoặc là single dad chẳng hạn, là cha nuôi con chẳng hạn, thì những người đó họ cũng vấp phải trong cái nghèo khó nữa, họ không có khả năng để gửi con, thì họ phải ở nhà để mà nuôi con. Nếu như mà nhận trợ cấp xã hội với cái số tiền đó không đủ sống trong một tháng, thì như vậy họ vấp phải rất khó khăn trong cái trường hợp đó. Họ đưa ra cái thí dụ như trên, thì như vậy họ phải làm gì? Họ phải dùng cái thẻ tín dụng để mua. Thưa quý vị thấy trong cái thời gian trước đây á, khi mà quốc hội chưa có sự kiềm chế, thì quý vị thấy rằng là thẻ tín dụng có thể lên đến 22 hoặc 25% tiền lãi suất. Như vậy những người nghèo họ không đủ khả năng trả, thì như vậy họ phải chịu cái lãi suất cao như vậy. Đó là lãi suất gọi là lãi suất cắt cổ á, hoặc là cái từ của Mỹ họ vừa nói là lãi suất cắt cổ, thưa quý vị. Như vậy những cái đó đã làm cho họ càng ngày càng khó khăn trong cái việc mà sinh sống. Người ta cộng thống kê theo cục điều tra dân số á, thì có khoảng là 104 triệu người, khoảng là 1/3 dân số, thì có thu nhập hàng năm dưới 2 lần đường ranh của mức nghèo khó. Đã một lần ranh rồi thì khoảng là 104 triệu người, tức là 1/3 dân số, tức là dưới 2 lần ranh của cái mức nghèo khó của liên bang. Quý vị thấy rằng là con số rất lớn. Nếu như mà một hộ gia đình có 3 thành viên với thu nhập khoảng 38.000, thì như vậy họ phải vật lộn rất khó khăn để mà sống cho tròn vẹn trong một tháng hoặc trong một năm. Và 1/2 công việc trên toàn quốc á, thì trả ít hơn khoảng là 34.000 cho một gia đình có 4 thành viên. Như vậy 34.000 cho một hộ gia đình có 4 thành viên thì quá ít để cho họ sinh sống. Đây là những con thống kê để họ đưa ra cho Quốc hội, cho chính phủ Hoa Kỳ nhìn thấy để mà giải quyết vấn đề xóa cái nghèo của Hoa Kỳ đi. Thí dụ như
một hộ gia đình mà có 3 thành viên chẳng hạn, mà có vừa có chồng, có vợ và có con vị thành niên chẳng hạn, thì hộ gia đình đó có thể vượt qua được cái khó khăn hơn, thì có thể là có cái mà trưởng thành á, hoặc là khoảng 16 tuổi có thể đi làm thêm được rồi, thì có thể giúp cho cha mẹ trong vấn đề lương thực thực phẩm. Ngược lại, những người mà mẹ là nuôi con hoặc là cha nuôi con chẳng hạn, thì họ không có khả năng đó, thì những người này cũng gặp phải trong cái hoàn cảnh là nghèo khó. Cái chương trình mà Temporary Assistance for Needy Family á, tức là cái chương trình này khi mà trợ giúp cho cái gia đình mà cần thiết là tạm thời, thì những cái này trong chỗ tôi nói thì mình bị thất nghiệp, mình nghĩ rằng là mình có công việc làm không bị trợ ngại chẳng hạn, thì đột nhiên thì mình bị thất nghiệp chẳng hạn, thì có những cái chương trình này phụ giúp. Thì chương trình này á, thì nó nằm giữa thập niên 1990, thì có hơn 2/3 trẻ em trong gia đình nghèo khó thì họ nhận được cái phúc lợi này. Và con số này, nhờ những cái chương trình này, do đó con số mà các trẻ em mà nghèo khó đã giảm đi được một con số rất là đáng kể, tức là khoảng chừng 27%. Còn 6 triệu người khác có thu nhập khác hơn là thì dưới họ không có thu nhập nào, tức là thu nhập ngoài cái phiếu thực phẩm, ngoài là tiền cash của chính phủ ra, thì cái điều này họ làm cho có những cái khó khăn hơn nữa. Thế như vậy, thưa quý vị, những cái con số mà thống kê được đưa ra và những hoàn cảnh được đưa ra, thì trong khi đó quý vị thấy trong thời gian vừa qua, Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng, nào là tăng mức lương tối thiểu, rồi nào là tín dụng thuế cho người đi làm, thì đó là một trong những mục đích mà Tổng thống Barack Obama muốn là nâng cao cái mức sống của người nghèo lên, và đồng thời xóa bỏ cái nạn mà nghèo của quốc gia. Và có một số là chính trị gia và ngay cả các nhà phân tích gia họ nói giống như Nguyễn Xuân Nam vừa trình bày lớp nhập đề, tức là đất nước Mỹ là một đất nước giàu nhất thế giới mà lại có những cái trường hợp nghèo thế này mà không giải quyết được. Trong số đó, các chính trị gia người ta nói đất nước Mỹ có thể giải quyết được vấn đề nghèo, có một điều các chính trị gia họ có đồng tâm hiệp lực, họ có nhất tâm để làm chuyện này hay không. Và họ đưa ra những cái vấn đề như thế này, thưa quý vị. Cái thứ nhất là tại sao hai đảng, lượng đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ phải cố gắng tạo ra công ăn việc làm thật nhiều để kéo lực lượng lao động trở vào cái thị trường lao động. Đó là một phương cách để giảm nghèo. Thì dù những công ăn việc làm chẳng hạn, thì tại sao không tạo ra những công ăn việc làm, thì như xây lại hạ tầng cơ sở vân vân, mà trong những năm mà nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama đã tung ra một rổ tiền để mình nâng cấp hạ tầng cơ sở, giống như cầu đường, rồi đường xã, hoặc là xây dựng lại những trùng tu lại những building, những cái căn biệt thự, hay là những cơ sở làm việc của liên bang và tiểu bang chẳng hạn. Và đồng thời là phát triển năng lượng mà tái tạo á, hay là năng lượng xanh chẳng hạn, thì đó là một trong những cái phương pháp để mà nâng cao công ăn việc làm. Nhưng có một điều quốc hội vẫn hạn chế và thông qua những cái điều này, cái đó người ta đưa ra những cái dự kiện trên để quốc hội giữa lượng đảng, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, và lượng viện, giữa Hạ viện và Thượng viện hợp tác và đi đến một sự thống nhất để đẩy mạnh cho vấn đề công ăn việc làm. Đã nêu như thí dụ như 2014 chẳng hạn, thì ít nhất là có 200 công việc làm, mà nếu như công việc làm đó mà phát triển và đồng thời phát triển những hệ thống hạ tầng cơ sở, thì đó là một trong những cái phương cách để tạo ra công việc làm để xóa nghèo. Cái yếu tố thứ hai, tức là làm thế nào để nâng cái mức lương tối thiểu lên để cho người dân. Thì quý vị thấy rằng trong thời gian vừa qua thì có các nơi đấu tranh để nâng cao cái mức lương tối thiểu, nhưng quý vị gặp trở ngại quốc hội. Sau khi gặp trở ngại quốc hội
Thì quý vị thấy Tổng thống Barack Obama đã đi từng thành phố, từng tiểu bang và đi từng công ty, và từng công ty và từng tiểu bang và từng thành phố đó, họ có thể tự động lên nâng mức lương tối thiểu, thì ví dụ như ở San Jose hoặc là Washington, Seattle chẳng hạn. Thì người ta đưa ra con số năm 1973, năm 1960, của những năm 1960 á, thì nếu như mà người làm việc toàn thời gian với mức lương tối thiểu thời kỳ đó là khoảng $7.25, mà quý vị thấy cái số tiền đó nó duy trì cho đến hôm nay, nếu tính ra lạm phát á, thì cái số tiền mà lương tối thiểu phải nâng lên ít nhất là $10.86 cho cái mức lương tối thiểu. Quý vị thấy trở ngại ở quốc hội, bởi vậy đó cái mức nghèo vẫn là nghèo. Nếu như mà quốc hội thông qua cái dự luật mức tăng mức lương tối thiểu này, thì đó là một trong yếu tố để mà xóa đi cái nghèo khó. Yếu tố thứ ba nữa, thì yếu tố này đã từng áp dụng bấy lâu nay, nhưng quốc hội và chính quyền của Tổng thống Obama cần phải tăng thêm nữa, thì như tăng tín dụng thuế thu nhập kiếm được cho những người đi làm việc chẳng hạn. Thì cái thuế này á, thì quý vị thấy rằng là tăng tín dụng thuế này á, thì hàng năm vẫn là quý vị mà đi làm á, mà có con nhỏ cũng hưởng được, nhưng cần phải tăng thêm nữa. Còn cái số tiền đó, và nếu như mà cái tín dụng đó nếu so với lạm phát á, thì không được đáng là bao nhiêu. Thì cái, nếu như mà giúp được cái chương trình này á, thì ít nhất là 6.5 triệu người, thì bao gồm có 3.3 triệu trẻ em được hưởng trong cái chương trình này. Thì theo kinh nghiệm của những thập niên trước đây á, nếu như gia đình nào mà có hưởng được cái chương trình tín dụng thuế thu nhập kiếm được này á, thì trẻ em có cơ hội đến trường và tốt nghiệp bậc trung học nhiều hơn. Và nếu như các em tốt nghiệp bậc trung học, tối thiểu bậc trung học thôi, thì khi các em ra đời thì có thể kiếm đồng lương khẩm khá hơn 1 tỷ so với những trẻ em mà bỏ học vào lớp lớp 7, lớp 8, lớp 9, vân vân. Thì đó là những yếu tố mà cần phải xúc tiến ở quốc hội và tổng thống, chính quyền tổng thống Barack Obama. Và đồng thời ở quốc hội thì có một phía họ nói thế này, có thể thay thế rằng là tăng mức lương tối thiểu thì không phải cần tăng tín dụng thuế cho người thu nhập. Thì một số nhà phân tích và kinh tế người ta nói rằng hai cái yếu tố đó không thể thay đổi được. Yếu tố tăng mức lương tối thiểu là tăng mức lương tối thiểu, và cái yếu tố tăng cái tín dụng thuế thu nhập của người dân lao động là có con nhỏ vẫn là riêng biệt. Thì yếu tố là thứ năm là công cấp trả lương là cho người làm việc được nghỉ ốm hoặc là nghỉ sinh đẻ hoặc là nghỉ có lý do. Quý vị biết rằng còn bài báo mà trước đây chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị, nói là quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới, mà quốc gia Hoa Kỳ cũng có một cái yếu điểm, tức là có các cái công ty không trả lương cho người công nhân khi họ nghỉ bệnh và nghỉ y tế hoặc là nghỉ về lý do gia đình mà không được trả lương. Thì điều này cũng tạo ra sự khó khăn cho những gia đình nghèo khó hơn nữa. Quý vị thấy có hàng triệu gia đình họ không có quân bình trong việc làm và cho gia đình. Nếu như họ làm việc thì cái vấn đề gia đình gặp khó khăn hơn, con cái ốm đau hoặc là nghe họ bị bệnh, họ cũng giảm nghỉ, tại vì nghỉ là mất lương. Bởi vậy bất quân bình cho vấn đề việc làm và nhà ở và việc làm ở nhà thì họ chịu thiệt thòi rất nhiều. Thì theo bảng thống kê cho biết rằng là 4 trong 10 công nhân thì trong lĩnh vực tư nhân và 7 trong 10 công nhân có lương thấp, thì những người này không được trả lương cho khi mà nghỉ bệnh hoặc là con cái bệnh hoặc gia đình có người bệnh hoạn vì lý do này cái nào. Như vậy quý vị thấy là con số rất lớn, tức là 4 trong 10 người trong lĩnh vực về tư nhân hoặc là 7 trong 10 công nhân mà có lương thấp thì họ không được điều đó. Mà quý vị thấy là những người họ lương cao thì họ được hưởng được cái chính sách này. Như vậy trước đây cũng có đạo luật, thì giống như Family Act chẳng hạn, thì cái đạo luật này sẽ cung cấp bảo vệ cho những người công nhân nghỉ được trả lương. Đối với những người công nhân đó cần nghỉ
thứ nhất là vì bệnh, hoặc là có con cái bệnh, hoặc trong nhà có những cái trường hợp khẩn cấp phải nghỉ. Mà cái đạo luật này là Family Act, thưa quý vị, thì cũng áp dụng chưa chặt chẽ lắm. Hoặc cái đạo luật là Health Family Act, thì cái đạo luật này cũng bảo vệ cho người công nhân có khả năng làm việc được hưởng ít nhất là 7 ngày nghỉ ốm có lương. Thưa quý vị, thấy rằng là 4 trong 10 công nhân của lĩnh vực tư nhân và 7 trong 10 công nhân mà thuộc mà có đồng lương thấp thì họ không hưởng được điều này. Thì mặc dù có hai đạo luật này đã 3 ngày rồi đó, như vậy họ muốn đưa ra như vậy để Quốc hội thấy rõ, để có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cho người nghèo. Cái yếu tố thứ 6 là thiết lập cái lịch trình làm việc cho công ăn việc làm của mình. Nếu quý vị thấy một số công nhân làm lương giờ chẳng hạn, hoặc là làm ca sáng, ca chiều, ca tối vân vân chẳng hạn, thì khổ nổi những người mà có lương thấp hoặc là những người mà làm lương ăn giờ này á, thì khi mà họ xin nghỉ thì có rất là khó khăn. Một là họ gặp trở ngại khó khăn, hai là họ có thể là bị nghỉ việc chẳng hạn. Như vậy cũng có những cái dự luật để bảo vệ cái này, nhưng người ta đề nghị cái dự luật thế này: nếu như những người mà làm ăn lương giờ, hoặc người mà có làm lương thấp, hoặc là những người mà làm ca sáng, ca chiều, ca tối này, vân vân này, thì phải chấp nhận cho họ nghỉ nếu họ báo trước 2 tuần và không bị trả thù. Thì đó là một trong những yếu tố để bảo vệ. Mà nếu những yếu tố này được thực hiện, thì quý vị thấy rằng là người công nhân họ không phải sợ sệt, họ không lo lắng là công ăn việc làm và vấn đề gia đình. Cái yếu tố thứ 7, tức là đầu tư khả năng về chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao. Cái điều này rất quan trọng. Hầu hết hay là không hầu không là không không hầu hết cho lắm, nhưng đa số khi người mẹ có con nhỏ, người mẹ phải ở nhà để mà là chăm sóc con cái. Người ta thống kê như thế này quý vị, mình cái chi phí trả cho một bé một năm cho những đứa trẻ sơ sinh, mới sơ sinh và lớn lên 1 tuổi, 2 tuổi, thì cái số tiền chi phí đó nó cao hơn cái số tiền học phí cho những năm ở học ở đại học. Bởi vậy thưa quý vị, thấy rằng là những người mẹ mà khi có con á, thì họ buộc ở nhà, thế vì họ đi làm, cái số tiền đó không đủ để mà trả tiền cho dự trẻ. Bởi vậy cho nên những nhà phân tách và những nhà mà đấu tranh cho những người nghèo thì yêu cầu chính phủ phải có những chương trình đặc biệt để mà cung cấp khả năng nuôi trẻ là có chất lượng cao, để cho người mẹ hay là người cha họ có khả năng đi làm việc. Mà khi có khả năng đi làm việc và có tiền thì mức nghèo khó họ sẽ hạ thấp xuống. Bên cạnh đó, tôi quý vị còn nhớ cái chương trình gọi là Medicaid, tức là chương trình y tế của liên bang hoặc là của tiểu bang chẳng hạn, mà đặc biệt là chương trình cải tổ y tế của tổng thống Barack Obama, đó là đạo luật chăm sóc sức khỏe trong khả năng và trong túi tiền của mình, gọi là Affordable Care Act, là có chất lượng cao. Thì quý vị thấy vẫn hiện nay vẫn còn tranh chấp ở Quốc hội, mặc dù đạo luật đã thông qua, nhưng phía Đảng Cộng Hòa họ vẫn có thể hủy bỏ cái đạo luật này nếu như họ nắm được là chính quyền. Thế như vậy, cái đạo luật mà chăm sóc sức khỏe có khả năng này, đó là vừa túi tiền này, nếu như phát triển một cách mạnh mẽ thì người nghèo khó cũng đỡ đi một phần. Quý vị thấy hiện tại đã có một số tiểu bang họ chưa đồng ý áp dụng cái chương trình này, thì họ thống kê ít nhất là có 23 tiểu bang đó họ từ chối trong cái vấn đề này. Thưa quý vị thấy, thì đó là một trong cái trở ngại của Đức nước Hoa Kỳ. Tại Đức nước Hoa Kỳ có đủ khả năng để làm việc, nhưng có sự trở ngại ở Quốc hội và trở ngại ở một số chính khách. Cái yếu tố thứ 9 là yếu tố cũng hơi quan trọng về cái yếu tố thứ 9 này, tức là làm thế nào cải tổ hệ thống tư pháp về hành sự và ban hành chính sách hỗ trợ cho những người tái hội nhập. Cái điều này rất khó khăn cho đất nước Hoa Kỳ. Một đất nước Hoa Kỳ là một đất nước tiến bộ nhất thế giới, có nền khoa học kỹ thuật. Nhưng đất nước có tội phạm cao nhất hơn các quốc gia khác. Quý vị tưởng tượng rằng hiện nay có ít nhất là 1,5 triệu người ở trong nhà tù tiểu bang và liên bang.
Thì con số này tăng gấp 5 lần kể từ năm 1980. Thì quý vị thấy. Như vậy, một trong bốn trẻ em người Mỹ gốc châu Phi thì lớn lên trong giai đoạn này thì họ cũng bị giam giữ, cùng những cha mẹ họ cũng bị giam giữ như vậy. Thì hơn 90% công ty sau khi những người này ra tù rồi, mà nếu như những người này ra tù để kiếm công ăn việc làm á, thì gặp khó khăn, bởi vì hết 90% các công ty của Hoa Kỳ khi mà họ nhận đơn xin làm việc á, thì họ phải kiểm tra lại lý lịch của những người này. Nếu những người này mà có án hay là có tù tội thì rất khó mà có thể rằng kiếm được công ăn việc làm. Ngay cả những người mà họ bị bắt mà chưa bị kết án, sau khi họ trở về hội nhập với cộng đồng mà họ đi xin việc làm, thưa quý vị, thật cũng rất là khó khăn. Cái điều này thì họ đề nghị rằng Quốc hội phải giải quyết vấn đề này, phải giúp cho họ, cho những người này hội nhập vào xã hội và họ có thể đi kiếm được công ăn việc làm để họ giúp đỡ cho gia đình, để cái tỷ lệ nghèo nó ra khỏi cái con số nghèo mà được Bộ Lao động họ thống kê. Thưa quý vị, những yếu tố mà chúng tôi vừa nêu lên quý vị thì đất nước Mỹ họ có đủ khả năng để làm điều đó, nhưng có những trở ngại mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Thì tất cả mọi điều trên, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, họ Quốc hội Mỹ có thể thực hiện được. Thì ví như giữa năm 1959 và năm 1973 chẳng hạn, khi mà kinh tế của Mỹ rất là phồn thịnh, không nói đến là thập niên năm 1929, thì thời kỳ đó là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vừa ra vào đảo suy thoái chẳng hạn, thì đó còn cái trở ngại. Nhưng năm 1959 đến năm 1973 kéo dài trong một thời gian là khá lâu, thì nền kinh tế của Hoa Kỳ rất mạnh mẽ và Quốc hội đã đầu tư vào an sinh xã hội, vào food stamp, rồi những luật bảo vệ quyền dân sự đã giúp cho đất nước Hoa Kỳ xóa được một số lớn về nghèo khó. Thế thì hiện nay một quốc gia còn ít nhất là 14.5% hộ gia đình, có gần khoảng 49 triệu người Mỹ, thì bao gồm trong đó có 15.9 triệu trẻ em trong vấp phải trong cái nghèo khó thế này. Thưa quý vị, cái câu giải đáp là Hoa Kỳ, chính quyền Mỹ có thể giải quyết được tất cả những cái này với điều kiện đã nêu lên, với điều kiện nữa tức là phía Cộng hòa và phía Dân chủ họ đồng nhất với nhau để giải quyết vấn đề này. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, như vậy nhưng mà anh tin là giải quyết được không? Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, theo những bài báo và phân tích và theo cái lộ trình của Tổng thống Barack Obama và cái lộ trình của Quốc hội thuộc chính quyền Tổng thống Obama đem tất cả các nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, tôi nghĩ rằng trong cái nền kinh tế hiện tại và có thể phát triển mạnh thêm một tí nữa, thì có thể những cái yếu tố mà cái yếu tố này đã nằm sẵn ở Quốc hội và yếu tố này người ta nói rằng có khả năng để giải quyết, thì theo anh Nguyễn Xuân Nam thì theo tôi nghĩ rằng có thể nâng cái mức nghèo khó lên trung lưu, thì như vậy cái mức nghèo khó thì có thể giảm dần so với thời gian. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và cảm ơn cái bài nói chuyện của Ngô Công Bùi. Xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin chào anh Bùi. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.